Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 24 tây tháng 5 năm 2020 và là ngày Chủ nhật tại Hoa Kỳ Thì trong cái video hôm nay, cũng có rất nhiều điều tôi muốn chia sẻ với các bạn Chúng ta sẽ nói tới rất nhiều những đề tài Như là các bạn thấy được là tuy là giá Bitcoin có cái sự đi xuống đột ngột đi xuống tới cái mức thấp nhất trong vòng ngày hôm qua là khoảng 8.880 đô nhưng mà bây giờ đây đang cố gắng đi trở lại cái mức là 9.000 đô nhưng mà ngoại trừ giá trải ra thì chúng ta cần phải nhìn vào một số những cái tài liệu khác mà thường cảm thấy là chúng ta cần phải nhìn cái góc độ xa hơn để các bạn thấy được là những gì đang xảy ra như là chúng ta có một số dẫn chứng là những cái công ty đầu tư lớn, những tổ chức đầu tư đang đi mua rất nhiều những crypto đặc biệt là Bitcoin và Ethereum. Chúng ta sẽ nói chi tiết hơn về tài liệu liên quan đến Grayscale cũng như là tài liệu liên quan tới Goldman Sachs. Kế đó chúng ta sẽ nói tới một số những tài liệu liên quan tới Hồng Kông ngày hôm nay. Tại vì các bạn thấy là sáng sớm hôm nay thuộc thức dậy thì chúng ta nhận được rất nhiều những cái tài liệu được đưa đến từ Hồng Kông liên quan đến cái sự biểu tình về cái luật an ninh quốc gia mà được đưa ra bởi Trung Quốc đang được nói tới và đây là một cái dự luật mà gây ra nhiều sự tranh cãi và bây giờ chúng ta cũng nghe một số những tài liệu từ chính phủ Hoa Kỳ về cái vấn đề này ảnh hưởng như thế nào đối với lại cái tình hình của kinh tế kế tiếp thì chúng ta sẽ nói tới cái tài liệu liên quan đến tình hình của cái nền kinh tế của Hoa Kỳ và đặc biệt các bạn cũng đang nghe rất nhiều những cái tin tức liên quan tới là công ty này khai phá sản, công ty kia khai phá sản Nhưng mà chúng ta sẽ nhìn một cái số tài liệu khác để các bạn hiểu rõ hơn về tình hình này như thế nào nếu như các bạn nhìn sơ qua thì các bạn thấy được là chúng ta thấy là có một số những công ty lớn ở các mall đang khai phá sản như là công ty JCPenney Penny hay là nhiều công ty bây giờ là đang gặp rất nhiều khó khăn tài chính như là Macy, Dillard, Target. Nhưng mà chúng ta cũng phải nhìn xa hơn một chút nữa để qua thấy được là cái sự ảnh hưởng nếu như mà những công ty này khai phá sản là như thế nào Không chỉ đơn giản là những cái công ty này khai phá sản thì những cái mall nó sẽ bị chết đi Chúng ta cũng sẽ có sự ảnh hưởng rất lớn đối với lại cái nền kinh tế của Hoa Kỳ Tại sao chúng ta sẽ nói thêm chi tiết một lát nữa Kế tiếp chúng ta sẽ nói tới một cái tài liệu mà rất nhiều bạn thường hay hỏi thuận là bây giờ chúng ta thống kê được là những cái gói hỗ trợ tổng cộng là đã được tới con số bao nhiêu tại vì các bạn thấy là chúng ta nói tới là 400 tỷ hôm nay ngày mai chúng ta nói tới là 3.000 tỷ ngày mốt chúng ta nói tới là 2,2 nghìn tỷ thì thật sự là các quốc gia bây giờ đã in bao nhiêu tiền để mà hỗ trợ cái dịch bệnh này chúng ta sẽ có một số tài liệu để chia sẻ các bạn chi tiết hơn và cái tài liệu này cũng liên quan trực tiếp đối với lại một cập nhật thùng đem đến cho các bạn đó chính là cái cập nhật liên quan đến cái gói hỗ trợ 3.000 tỷ trong đó có cái số tiền thêm 1.200 đô mà chúng ta đã từng nói tới trong một cái video gần đây. Cái video kế tiếp khoảng một tuần đó chính là video 571. Sau khi mà chúng ta nói tới cái video 571 này về cái số tiền hỗ trợ thêm 1.200 đô thì trong một tuần qua tại sao chúng ta lại không nghe tới nhiều tài liệu thì hôm nay chúng ta đã nhận được thêm một số những cái tài liệu mới chi tiết hơn thì muốn chia sẻ với các bạn về cái bước kế tiếp của cái hỗ trợ này như thế nào. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì bạn đừng quên những cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và nếu như các bạn muốn theo dõi thuận cáp đồ trên cái mạng xã hội các bạn có thể tham gia bằng cách lờ vào trang web thoncapital.com link ở phía dưới video này các bạn sẽ tìm thấy những cái link như là Facebook, Telegram và Twitter và nếu như các bạn muốn tìm hiểu các sàn giao dịch crypto các bạn có thể tham gia thông qua cái link trên màn hình cái link này cũng sẽ nằm ở phía dưới video các bạn có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Margin, SnapX hay là Bybit hay là sàn Allcoin, Binance hay là các bạn muốn mua trực tiếp thông qua sàn Coinbase nếu như các bạn là một người ở Hoa Kỳ link ở phía dưới video này hay là các bạn có thể tìm thấy những cái tài liệu chi tiết hơn ở cuối video. Chúng ta bây giờ hãy trở lại để mà nói tới cái tài liệu đầu tiên tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là liên quan tới tình hình của Bitcoin hiện tại. Và video này các bạn có thể thấy là sẽ rất là dài cho nên có thể là thuận sẽ chia ra làm hai hay là ba video tùy theo là dài bao nhiêu để các bạn có thể là xem những cái tài liệu mà các bạn quan tâm tới mà không cần phải xem hết nguyên video nếu như không dài lắm thì thường có thể là giữ một video chúng ta sẽ coi coi sau khi làm video này xong thì cái độ dài của video này là bao nhiêu thì như thường đã chia sẻ ở đầu video các bạn thấy được là Bitcoin bây giờ đã đang trở lại cái mức là 9.000 đô bây giờ là 9.019 và trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua thì khi mà chúng ta nhìn vào tài liệu của những cái coin lớn thì các bạn thấy được là tiếp tục đi theo xuống của Bitcoin các bạn thấy là Ethereum thì xuống 0.5% trong khi Bitcoin trong vòng 24 tiếng đồng hồ thì xuống 1.9%, các bạn thấy là XRP xuống 0.8%, Bitcoin Cash xuống 2.4%, Bitcoin SV xuống 1.2%, Litecoin xuống 1.6%, Binance Coin xuống 0.7%, EOS xuống 0.7% và Tezos thì không có cái sự thay đổi và các bạn thấy được là Tether tiếp tục giữ vị trí thứ ba và bây giờ tổng cái số lượng vốn hóa của đồng Tether đã hơn đồng XRP. Các bạn nhìn thấy được là con số cũng rất lớn. Bây giờ là XRP chỉ có 8,7 tỷ trong khi mà Tether đã tới 9 tỷ đô la. Và cái số lượng Bitcoin phần trăm thì các bạn thấy là vẫn chiếm tỷ lệ rất là cao. Bây giờ là Bitcoin ở mức là 65,5% của tất cả vốn hóa Ethereum là 9,04% và USDT Tether là 3,57% với tổng số vốn hóa của thị trường bây giờ là 252 tỷ. Vẫn còn rất là nhỏ nhưng mà tuy là thị trường này nhỏ như thế nào cho mình thấy được là nếu chúng ta chỉ tính Bitcoin thì Bitcoin chỉ có là 165 tỷ. Ethereum chỉ có là 22 tỷ, đây là hai đồng lớn nhất. Các bạn thấy được là tính hai đồng này thì cái số lượng tổng số vốn hóa chỉ có khoảng chừng là 100 87 tỷ nhưng mà các bạn thấy là cũng đã thu hút được rất nhiều những nhà đầu tư lớn trong thời gian gần đây chúng ta sẽ không nói tới những gì mà chúng ta đã chia sẻ liên quan tới Robert Kiyosaki một người mà đã viết ra cái cuốn sách cha giàu cha nghèo mà nhiều bạn biết tới cũng đã bắt đầu tham gia vào Bitcoin đầu tư các bạn thấy là nói tới Bitcoin cái đây cũng một thời gian nhưng mà gần đây thì hầu như là liên tục thuyết về Bitcoin hay là chúng ta nói tới là tỷ phú đầu tư Paul Tudor Jones cũng đã tham gia vào thị trường Bitcoin này bằng cách là mua một số lượng Bitcoin. Thì ngoại trừ những điều đó ra thì các bạn thấy được là chúng ta nhận được thêm một số những cái tin tức mà thường cảm thấy là cũng rất quan trọng để các bạn hiểu rõ hơn là cái sự mà đầu tư, cái sự quan tâm của những nhà đầu tư lớn, như tổ chức đầu tư đối với thị trường Bitcoin thì không có liên quan tới giá cả. Tại sao? Để các bạn thấy được là Grayscale bây giờ là đã đưa ra một số thống kê để thường cho các bạn thấy được là thống kê mới nhất là như thế nào. Thì thống kê mới nhất trong vòng 3 tháng qua thì công ty RayScale chúng ta cũng đã từng nói tới là RayScale mỗi một quý thì đưa ra một cái thống kê đầu tư mà hầu như là cái quý nào chúng ta cũng dành một video để mà nói chi tiết hơn để các bạn hiểu được là hiện bây giờ các nhà đầu tư lớn đang mua những đồng nào và mua bao nhiêu. Thì cái tin tức mới nhất các bạn thấy được là chúng ta vẫn chưa kết thúc cái quý 2 này tới cuối tháng 6 chúng ta mới kết thúc Nhưng mà tin tức mới nhất chúng ta nhận được là trong vòng 3 tháng qua từ ngày 7 tới tháng 2 cho đến ngày 17 tới tháng 5 Thì Grayscale đã mua tổng cộng là khoảng 33% của tất cả Bitcoin mới được bán bởi các miner thì các bạn thấy được đây là một cái lực mua rất là lớn Có nghĩa là một ngày miner đào được bao nhiêu Thì 33% đó đã được mua bởi công ty Grayscale Investment Trust Và đương nhiên công ty Grayscale này mua đây là một cái quỹ đầu tư Thì công ty Grayscale này mua một phần để cho công ty Phần còn lại là cho khách hàng Chứ không phải là tất cả điều của công ty Grayscale Các bạn thấy được là họ là một công ty quỹ thác đầu tư Nhưng mà cái, cái số lượng Bitcoin mà họ mua rất là nhiều Các bạn thấy được là trong vòng 3 tháng cái số lượng Bitcoin được thu mua bởi Grayscale vào cái quỹ đầu tư Bitcoin Trust Fund đã khoảng chừng là 60.762 đồng BTC tổng cộng. Có nghĩa là trong vòng 100 ngày đó, mỗi một ngày cái số lượng Bitcoin mà Grayscale mua vào là khoảng 600 là 7 đồng BTC. Thì nếu như chúng ta chỉ tính một cách đơn giản là cái giá bây giờ là 9.000 đô thì các bạn thấy được là 9.000 đô chúng ta nhân cho 600 là 7 đồng Bitcoin mỗi ngày mà họ mua trong vòng 3 tháng qua thì các bạn sẽ thấy được là cái con số tiền mà họ mua mỗi ngày là tới 5,4 triệu đô la là một con số rất là lớn tổng cộng tới ngày 17 tháng 5 thì cái số tiền mà Trace Investment Trust đang lưu trữ tính theo Bitcoin là tới 343.000 954 đồng BTC tổng cộng, có nghĩa là so với lại 100 ngày trước đây, cái số lượng Bitcoin họ lưu trữ đã tăng lên rất nhiều. 100 ngày trước đây thì cái số tiền mà họ lưu trữ là tổng cộng là 283.192 đồng BTC, bây giờ đã lên tới 343.954 đồng BTC. Có nghĩa là tương đương với khoảng là 3,3 tỷ đô la, so với lại 100 ngày trước đây chỉ có khoảng chừng là 2,7 tỷ đô la. Và các bạn thấy một điều mà chúng ta thấy rất rõ ràng là giá cả Bitcoin có thể lên có thể xuống nhất là trong vòng 100 ngày qua thì dao động rất nhiều nhưng mà các bạn thấy là họ vẫn mua điều đặn và thật ra các bạn thấy là công ty Grayscale đã bắt đầu mua trong vòng mấy năm qua và giá Bitcoin là 3.000 đô họ cũng mua 20.000 đô họ cũng mua bây giờ là 9.000 đô họ cũng mua cho nên các bạn thấy là những nhà đầu tư lớn thực sự là bây giờ không quan tâm tới giá cả hiện tại đương nhiên là người ta mua tại vì người ta đầu tư thì ta phải muốn giá cả đi lên để có lời nhưng mà cái sự đặc biệt ở đây các bạn thấy được là họ không quan tâm tới giá cả trong thời gian ngắn hạn có nghĩa là những người này họ muốn chung bình giá cho một thời gian dài tại vì họ tin tưởng là cái giá Bitcoin trong tương lai sẽ cao hơn cái giá hiện tại rất là nhiều cái số lượng mà Trayscale đang lưu trữ các bạn thấy được là gần như là 350.000 BTC tổng cộng có nghĩa là khoảng chừng là 2% của tất cả Bitcoin đang được lưu động trên thị trường bây giờ nhưng mà chúng ta là không có trừ ra cái số lượng Bitcoin mà đã bị mất cho nên cái phần trăm có thể là cao hơn. Nhưng mà các bạn thấy được là chứng đoán là năm 2021 thì cái số lượng Bitcoin được lưu trữ bởi Trescale có thể lên tới là 550.000 đồng BTC. Có nghĩa là các bạn thấy là chỉ còn vài năm nữa thôi nếu như cứ tiếp tục thì cái số lượng Bitcoin mà được lưu trữ bởi công ty Trescale còn nhiều hơn là cái số lượng Bitcoin được lưu trữ bởi Satoshi Nakamoto. Nhiều người tin tưởng là tổng số lượng Bitcoin mà Satoshi có là khoảng 1 triệu đồng BTC. Thì các bạn thấy được là scale trong tương lai hoàn toàn có thể trở thành một đơn vị mà quan trọng nhất khi chúng ta nói tới là lưu trữ số lượng lớn BTC và coi đoạn, tầm ảnh hưởng rất lớn ở trên thị trường. Và các bạn thấy được là scale chỉ là một trong những công ty đầu tư quỹ thác trong thị trường crypto. Có thể là công ty lớn nhất. Các bạn thấy được ngoài công ty scale ra thì còn rất nhiều những công ty khác tương tự như công ty scale nhưng mà chúng ta không biết đến hay là họ không có đưa ra những cái tài liệu để chúng ta biết rõ là chúng ta họ nắm bao nhiêu đồng BTC. Cho nên cái số lượng người mà đến từ thị trường tài chính truyền thống những cái công ty đầu tư những tổ chức đầu tư mà tham gia vào crypto thực sự bây giờ đã rất nhiều các bạn thấy được là Triskell đã từng nói là 90% của tất cả khách hàng Tất cả số tiền mà họ nhận được từ khách hàng Là đến từ Institutional Investor Có nghĩa là những tổ chức đầu tư Những tổ chức đầu tư đó là ai thì đương nhiên chúng ta không biết Tại vì đây là tư ẩn của công ty Rayscale Họ chỉ có thể là chia sẻ chung chung Là những người mà đang đầu tư trong công ty của họ là những người như thế nào Và cái số lượng Bitcoin mà được lưu trữ bên Rayscale Thì cũng đồng nghĩa là cái số lượng này Bây giờ là không còn lưu thông trên các sàn giao dịch Tại vì số lượng này đã được rút về bởi công ty Rayscale thì công ty Grayscale lưu trữ số lượng BTC này ở đâu Thì họ lưu trữ số lượng BTC này ở trên Coinbase Gọi là Coinbase Vault Coinbase Vault có nghĩa là một cái nơi mà lưu trữ cái số lượng lớn crypto Mà được bảo hiểm bởi công ty Coinbase Có nghĩa là cái số lượng này thật sự là không còn ở trên sàn nữa Họ đã rút về cái ví ở trên Coinbase của họ Nhưng mà ngoài trừ Bitcoin ra thì các bạn thấy được là một đồng khác Mà công ty Grayscale mua rất nhiều trong thời gian gần đây Đó chính là Ethereum Thì thống kê được đưa ra là từ đầu năm cho tới bây giờ Grayscale đã mua là gần như là 50% của tất cả Ethereum mà được đào Cho bạn thấy được là cái số lượng Ethereum mà Grayscale đang lưu trữ là khoảng 1,1% của tất cả Ethereum mà đang được lưu thông Từ đầu năm cho tới bây giờ cái số lượng Ethereum mà được mua bởi công ty Grayscale là 756.539 đồng Ethereum thì các bạn thấy được là con số này là gần như 50% của tổng số lượng Ethereum được đào trong năm nay là khoảng 1,5 triệu. Thì tại sao mà công ty Rayscale lại mua nhiều Ethereum như vậy? Thì tôi nghĩ là chỉ có công ty Grayscale mới biết Có thể là có rất nhiều những tổ chức đầu tư Đang muốn nắm giữ rất nhiều đồng Ethereum Về một lý do nào đó Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn vào Thì tại sao mà công ty Grayscale Trong thời gian một năm qua lại nhận được Rất nhiều tiền đến từ những tổ chức đầu tư Tôi nghĩ là có rất nhiều lý do Những lý do mà chúng ta cũng đã biết đến Đó chính là những lý do liên quan đến là cái tình hình Tài chính hiện tại Cái tình hình kinh tế hiện tại làm cho rất nhiều nhà đầu tư Tài chính rất là lo lắng Về những cái mảng đầu tư như là trái phiếu cổ phiếu và các bạn thấy được là trong thời gian này thì các nhà đầu tư phải tìm một loại tài sản nào đó để có thể là trú ẩn một số tiền trong đó chúng ta có những tài sản như là vàng bạc bây giờ chúng ta có bitcoin và đây là một dẫn chứng cho thấy được là nhiều nhà đầu tư bây giờ dần dần coi bitcoin như là một cái loại tài sản để mà lưu trữ giá trị lâu dài và một lát nữa chúng ta sẽ nói thêm cái vấn đề tình hình tài chính hiện tại những diễn biến mà chúng ta đã nhận được trong vòng hai ngày qua ảnh hưởng như thế nào đối với lại tương lai của thị trường tài chính nói chung và các bạn thấy được là ngoại trừ cái điều đó ra thì một trong những điều khác nữa được nói tới bởi một số người đó chính là bây giờ có rất nhiều những cái nhà đầu tư truyền thống đang rất cần mượn cái số tiền BTC để cho họ trade các sàn. Các bạn thấy được là Alex Masinski, CEO của Celsius. Celsius là một cái công ty mà cho vay crypto thì nói là cái số lượng mà cái crypto mà những nhà đầu tư lớn cần mượn con số đó ngày lại càng tăng lên cho nên đây cũng có thể là một lý do tại sao mà bây giờ các bạn thấy là có nhiều công ty họ thu mua rất nhiều Bitcoin và Ethereum để cho họ cho những cái công ty đầu tư mượn để họ đầu tư đó cũng là một trong những lý do nhưng mà điều quan trọng hơn là điều mà chúng ta đã nói tới đó chính là các bạn thấy rất rõ ràng là giá cả Bitcoin trong vòng một năm qua di chuyển rất là nhiều phần trăm rất là cao nhưng mà cái số lượng tiền mà được đẩy vào để mà mua từ những tổ chức đầu tư thì vẫn điều đặn có nghĩa là họ không quan tâm tới cái giá hiện tại, họ có lòng tin rất nhiều đối với giá tương lai. Tại sao thì các bạn thấy được là phần lớn các quỹ đầu tư bây giờ là họ chỉ có mua nếu như các bạn ở một quốc gia mà cho đầu tư và các quỹ đầu tư lương hưu hay là quỹ đầu tư lâu dài thì các bạn cũng đang thấy là các quỹ này chỉ có mua chứ họ không có sốt cho nên cái việc mà càng ngày càng có nhiều quỹ đầu tư tham gia vào thị trường crypto có nghĩa là cái lực mua ngày sẽ càng tăng lên và thường thì họ lưu trữ cái số lượng tài sản mà thu mua vào là trong một thời gian rất là dài chứ không phải là trong thời gian ngắn hạn như là vài tháng hay là vài tuần và ngoại trừ tin tức liên quan tới Grayscale ra thì các bạn thấy là The Crypto Lock cũng đã đưa ra một cái thuyết ở trên Twitter nói về là Bitcoin là một cái điều mà không thể tránh khỏi những người nào mà chống lại Bitcoin trước đây thì bây giờ đều phải phục tùng giữa Bitcoin đó chính là trước hết chúng ta nói tới công ty JP Morgan bây giờ tới công ty Goldman Sachs thì các bạn thấy được đây là một cái thuyết mà chúng ta sẽ nói thêm về bài viết này và thường cũng rất là thích cái tweet này cho nên chúng ta sẽ like sau đó chúng ta sẽ nói về bài viết được chia sẻ bởi Forbes liên quan tới Goldman Sachs thì các bạn thấy được là Goldman Sachs là một công ty mà trước đây không có quan tâm nhiều đến Bitcoin và thậm chí giám đốc đầu tư của Goldman Sachs là Shamin Mosava Rami đã từng nói là ông ta không thấy Bitcoin là có giá trị nhưng mà các bạn thấy được là trong cái cuộc họp tuần tới đây ngày 27 tây tháng 5 năm 2020 thì các bạn thấy là trên cái cuộc họp này những đề tài nào sẽ được nói tới bởi Goldman Sachs các bạn thấy được là rất rõ ràng là nói tới tình hình tài chính sau đó nói tới việc liên quan tới lạm phát vàng và Bitcoin. Các bạn thấy được là Bitcoin đã trở thành một cái đề tài mà được nói tới trong cuộc họp của Goldman Sachs. Thì các bạn cũng đã thấy được là trong vòng 11 năm qua thì Bitcoin đã tiến triển tới mức nào từ một cái loại tiền mà nhiều người cho là tiền ảo cho đến một cái công cụ mà nhiều người cho là chỉ có dân phạm pháp mới xài cho đến một công cụ mà nhiều người cho là chỉ có là những người nào mà muốn đầu cơ thì mới thích hay là thích cờ bạc thì mới thích Bitcoin cho đến cái thời kỳ bây giờ Bitcoin đã trở thành một trong những đề tài mà sẽ được nói tới bởi cuộc họp của ngân hàng Goldman Sachs để các bạn thấy cái sự tiến triển về cách suy nghĩ đã thay đổi như thế nào. Ngoài chuyện điều đó ra các bạn cũng đã biết là JP Morgan thì JP Morgan trước đây là một công ty mà không thích Bitcoin. Trước đây khoảng chừng là vài tuần thường có đưa ra một cái tin tức liên quan tới công ty JP Morgan hỗ trợ thị trường crypto thì có một bạn đã nhắn tin là bây giờ chúng ta vẫn có thể là mua crypto thông qua ngân hàng JP Morgan hay là các bạn có thể là làm điều này trong vòng 2 3 năm qua thì đây không phải là một tin tức mới. Nhưng mà để thường chia sẻ thêm cái tài liệu liên quan tới công ty JP Morgan hỗ trợ thị trường crypto không phải là hỗ trợ người mua mà là hỗ trợ các công ty trở thành một đối tác ngân hàng thì mình thấy được là ngay cả công ty JP Morgan mà CEO Jamie Dimon đã từng nói Bitcoin là một cái trò lừa đảo bây giờ thì JP Morgan lại hỗ trợ thị trường Bitcoin bằng cách là mở ngân hàng cho những công ty mà đang đầu tư vào Bitcoin và thật ra điều này cũng không có gì gọi là lạ các bạn thấy được là nếu như mà có lợi nhuận thì không có lý do gì mà những ngân hàng lớn như là Goldman Sachs hay là JP Morgan không tham gia vào và nếu như mà họ tham gia vào thì đương nhiên là họ phải có lòng tin rất nhiều về thị trường này. Và bây giờ chúng ta hãy chuyển đề tài qua một đề tài khác đó chính là liên quan tới Hồng Kông. Thì các bạn thấy được là như là nhiều người có thể đón ra là cuối tuần này sẽ có rất nhiều những cái cuộc biểu tình xảy ra Hồng Kông. Thì sáng nay khi mà thưởng thức dậy thì các bạn thấy đã tràn đầy tất cả những hình ảnh, những video liên quan tới tình hình của Hồng Kông hiện tại. Thì đương nhiên chúng ta sẽ không nói tới về mặt chính trị tại vì Thuận thì không thích đi vào à, những cái chính trị về hồng kông là như thế nào hay là đúng hay là sai nhưng mà chúng ta sẽ nói tới cái mặt ảnh hưởng về mặt tài chính là sẽ ra sao thì khi mà chúng ta nhìn vào hồng kông thì có thể là một số bạn nói đây chỉ là liên quan tới cái cuộc biểu tình ở hồng kông thì nếu như mà có ảnh hưởng thì chỉ ảnh hưởng tới thị trường hồng kông như là cái bạn thấy được là hồi thứ sáu sau khi mà chúng ta nhận được những tin tức liên quan tới cái luật an ninh quốc gia được bàn tới bởi trung quốc thì cái bạn thấy khi chúng ta nhìn vào cái tình hình của hồng kông thì chỉ số hang sen đã xuống 5,56% tại sao mà chỉ số hang sen đi xuống thì các bạn cũng có thể hiểu được là mỗi lần mà có biểu tình thì sẽ làm ảnh hưởng đến nền kinh tế của khu vực đó các bạn thấy là người ta sẽ không làm ăn được người ta cũng sẽ không có đi làm thu nhập sẽ kém đi cho nên sẽ đương nhiên ảnh hưởng đến cái uh, chỉ số của chứng khoán cho nên việc mà chỉ số hang sen đi xuống cũng là một chuyện rất bình thường nhưng mà điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn ở đây đó chính là liên quan tới ảnh hưởng đến thế giới là sẽ ra sao tại sao lại hưởng tới thế giới trong khi đây chỉ là một cái điều đang được diễn ra ở Hồng Kông và Hồng Kông tuy là một cái đảo mà có cái sự ảnh hưởng lớn đối với nền kinh tế của Đông Nam Á nhưng mà so với lại nền kinh tế thế giới thì Hồng Kông vẫn là nơi mà không có sức ảnh hưởng lớn thì trước hết chúng ta phải nói tới cái sự phản ứng của Hoa Kỳ thì các bạn thấy được là hôm nay chúng ta đã nghe tới một số những cái tài liệu được chia sẻ bởi bộ trưởng bộ ngoại giao là mike pompeo thì mike pompeo nói là việc mà hồng kông muốn đưa ra cái luật an ninh quốc gia có thể là sẽ bị phản ứng bởi hoa kỳ bằng cách là hoa kỳ sẽ có những cái sanction có nghĩa là những cái trừng trị về mặt kinh tế đối với trung quốc cũng như là hồng kông thì để hiểu rõ hơn chuyện gì đang xảy ra thì các bạn cũng nên biết là hồng kông bây giờ là một quốc gia hai chế độ có nghĩa là ở hồng kông thì khi chúng ta nói tới luật mà trading có nghĩa là cái luật mà xuất nhập khẩu thì hồng kông không có đi theo luật của trung quốc có nghĩa là hồng kông thì hoàn toàn có thể là tự bàn bạc và ký hiệp ước giao dịch như thế nào đó với những quốc gia khác trong đó có Hoa Kỳ và Hồng Kông là một trường hợp đặc biệt tại vì Hoa Kỳ thì không có áp dụng những cái thuế xuất nhập khẩu mà Hoa Kỳ áp dụng với Trung Quốc đối với Hồng Kông có nghĩa là các công ty Hồng Kông không cần phải trả cái thuế xuất nhập khẩu đó nhưng mà nếu như mà Trung Quốc áp dụng cái luật an ninh quốc gia này thì có thể là Mike Pompeo nói là Hoa Kỳ phải suy nghĩ cho lại và sẽ tước đi những cái quyền lợi đặc biệt đó của các công ty Hồng Kông thì đây đương nhiên lại sẽ làm tiếp tục ảnh hưởng đến cái nền kinh tế của Hồng Kông và đương nhiên sẽ làm cho cái tình hình giữa Mỹ và Trung Quốc ngày lại càng căng thẳng hơn khi chúng ta nói tới cái chiến tranh thương mại giữa hai nước đang diễn ra. Đặc biệt là gần đây các bạn thấy được là Hoa Kỳ thì tiếp tục ra mặt nói là sẽ ủng hộ những nước như là Taiwan, có nghĩa là Đài Loan. Một dẫn chứng gần đây hơn các bạn thấy được là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mike Pompeo đã chúc mừng tổng thống đài loan đã được đắc cử nhiệm kỳ lần thứ hai và đương nhiên điều này là một điều mà trung quốc không có chấp nhận tại vì các bạn thấy được là trung quốc lúc nào cũng muốn lấy đài loan trở thành một phần của trung quốc cho nên đây đã là một việc mà làm cho cái sự căng thẳng về mặt chính trị giữa hai quốc gia và bây giờ các bạn thấy được là hồng kông thì lại sẽ càng làm cho tình hình này căng thẳng hơn. Và để hiểu rõ hơn về cái tầm ảnh hưởng của Hồng Kông đối với nền kinh tế của Trung Quốc thì thực ra các bạn thấy là không có nhiều khi mà chúng ta nhìn vào những cái tài liệu trước đây như là các bạn thấy được là năm 1993 trước khi mà Hồng Kông trả về Trung Quốc thì so sánh cái GDP của Hồng Kông với lại cái GDP của Trung Quốc có nghĩa là tổng sản lượng quốc nội thì các bạn thấy được là so sánh giữa Hồng Kông với Trung Quốc thì Hồng Kông năm 1993 là chiếm tỷ lệ tới 27% của GDP của Trung Quốc nhưng mà cái lúc mà Hồng Kông được trả về Trung Quốc có nghĩa là năm 1997 thì lúc đó cái GDP của Hồng Kông so với lại Trung Quốc là xuống còn 18,4% tuy nhiên cái sự ảnh hưởng vẫn còn rất cao không phải là một cái phần trăm nhỏ nhưng mà khi mà chúng ta nhìn lại ở thời điểm hiện tại thì các bạn sẽ thấy được là cái phần trăm của GDP Hồng Kông so với lại phần trăm của GDP Trung Quốc thì bây giờ chỉ còn có 2,7%, có nghĩa là cái tầm ảnh hưởng về mặt tài chính của Hồng Kông so với Trung Quốc đã giảm đi rất nhiều. Thì bây giờ là nhiều người nói là nếu như mà Hồng Kông Ờ, trở thành một nơi mà không có còn được những cái đặc quyền những cái ưu đãi đến từ những nước như là Hoa Kỳ thì lúc đó Hồng Kông có còn là một trung tâm tài chính của châu Á hay là không thì nhiều người nói là không có thể là trung tâm tài chính châu Á lúc đó sẽ chuyển về một là sang Hai nghĩa là Thượng Hải còn hai chuyển về đó chính là Singapore Tuy nhiên các bạn thấy là chính phủ của Singapore đã lên tiếng nói là nước Singapore không muốn trở thành một nước mà được hưởng lợi nhuận từ những gì đang được xảy ra ở Hồng Kông. Và đương nhiên cái điều mà khó khăn ở đây đó chính là các bạn thấy được là một trong những điều mà Tổng thống Donald Trump cho là quan trọng nhất đó chính là cái hiệp ước liên quan đến kinh tế Trung Mỹ mà đã được ký. Cái hiệp ước mà đợt một giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ khi mà chúng ta nói tới là thương mại giữa hai quốc gia. Nhưng mà những gì đang xảy ra có thể là làm ảnh hưởng đến hiệp ước đó cho nên bây giờ các bạn thấy là có rất nhiều người là tiếp tục lo ngại tại vì trước khi mà có cái sự việc liên quan tới hồng kông thì hai bên rất căng thẳng liên quan tới dịch bệnh là đến từ đâu và ai che giấu cái gì các bạn thấy được đây đã là một trong những điều mà làm cho thị trường hoang mang bây giờ lại càng hoang mang hơn đó chính là cái tình hình liên quan tới hồng kông mà tôi muốn chia sẻ với các bạn và có một số bạn hỏi thường là tại sao hôm qua chúng ta không nói tới những cái chỉ số tại vì hôm qua là ngày cuối tuần và thật ra ngày mai tuy là hôm nay là chủ nhật nhưng mà ngày mai là thứ hai là ngày lễ memorial day ở hoa kỳ cho nên ngày mai chứng khoán cũng sẽ không có mở cửa bây giờ chúng ta hãy nói tới một số những tài liệu liên quan à, tình hình của các more ở bên mỹ như thế nào các bạn thấy được là tình hình mua sắm thì bây giờ rất ảm đạm các bạn cũng đã biết là trong vòng vài tuần tới đây không chừng là hai tuần tới thì phần lớn nước hoa kỳ sẽ được mở cửa lại và mọi người có thể là đi mua sắm tuy nhiên các bạn thấy được là người ta cũng sẽ không có nhộn nhịp đi mua sắm như là trước đây một là người ta sợ bị lây bệnh thứ gì nữa là kinh tế của nhiều người cũng sẽ không có ổn lắm các bạn thấy được là thất nghiệp thì rất là nhiều và nhiều người thì trong vòng thời gian 2-3 tháng qua họ không có mở cửa tiệm tóc, tiệm nail hay là mở cửa cửa hàng của họ để mà kiếm tiền được cho nên nhiều người bây giờ sẽ chú tâm về kiếm tiền và thường nghĩ là sẽ tiết kiệm tiền hơn là đi mua sắm cho nên các bạn thấy được rất rõ ràng là mo sẽ là một trong những cái nơi mà bị ảnh hưởng rất lớn sau cái dịch bệnh này. Và các bạn thấy được cái tình hình hiện tại thì chúng ta thấy đã có rất nhiều những cái cửa hàng lớn trong mo đã bắt đầu khai phá sản trong đó chúng ta có JP Penny. Thì trước hết chúng ta nhìn vào một cái biểu đồ. Các bạn thấy được là biểu đồ này để thượng làm cho lớn lên thì các bạn thấy được. Biểu đồ này cho các bạn thấy được là cái phần trăm của mo của những công ty này là bao nhiêu thì các bạn thấy được là Macy là chiếm tỷ lệ là 6,2 phần trăm của mo trong trung bình có nghĩa là mỗi lần mà có cái mo thì các bạn thấy được là 6 phần trăm là diện tích đó là được mướn và được kinh doanh bởi công ty Macy Macy là một công ty mà kinh doanh bán hàng như là quần áo kế đó các bạn thấy được công ty Penny cũng tương tự là một kinh doanh chuyên về bán hàng hóa và quần áo thì cũng chiếm cái tỷ lệ là 6% trung bình. Có nghĩa là hai công ty này Macy và JP Penny đã chiếm tỷ lệ là 12% trung bình của tất cả các mall. Các bạn có một cái mall thì hai công ty này đã chiếm 12% của diện tích và trả tiền mướn mặt bằng Cái đó các bạn thấy được tại những cái công ty nhỏ hơn như là New Year's, chiếm tỷ lệ 3,4% của tất cả các mall Target 1,8%, Sears 1,1% và Nordstrom 1,5% Chúng ta sẽ không nói tới những cái công ty mà nhỏ hơn Nhưng mà các bạn thấy được là những công ty lớn bây giờ mà chiếm tỷ lệ phần lớn ở mo vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn trong đó chúng ta có công ty jp penny đã khai phá sản và các bạn thấy được là họ khai phá sản thường nhớ là cách đây vài video chúng ta nói tới là họ khai phá sản chapter 11 có nghĩa là trong vòng từ đây cho đến tháng 7 họ phải có cách để mà làm cho các công ty cho vay có được lòng tin hơn chứ nếu không thì công ty này phải đóng cửa và trong đó chúng ta cũng thấy được là công ty Macy cũng đã sa thải rất nhiều nhân viên tại vì kinh doanh bây giờ rất là ế ẩm thì cái vấn đề này ngoại trừ là các bạn thấy là ảnh hưởng trực tiếp với những công ty mà đang không làm ăn được, chúng ta phải nhìn vào một cái điều gì đó xa hơn, có nghĩa là chúng ta thấy được là không những là ảnh hưởng đến những công ty này trực tiếp mà còn ảnh hưởng tới cái mo. Các bạn thấy được là kinh doanh cái mo đó thì các bạn cần phải có những công ty mướn mặt bằng mà nếu như mà những công ty này mà chiếm cái phần trăm cao cho mo mà không có còn kinh doanh được thì cái số tiền thu nhập từ mướn mặt bằng đó sẽ mất đi có nghĩa là không chỉ là những công ty này bị ảnh hưởng trực tiếp mà cái mo cũng không còn được thu nhập như trước đây và chúng ta thấy được là không chỉ ảnh hưởng tới cái mo mà sẽ còn ảnh hưởng tới các ngân hàng các bạn thấy được là Robert Kiyosaki đã đưa ra một cái thuyết ngày 24 tây có nghĩa là ngày hôm nay hồi sáng này nói là mo of America ở Minnesota nhưng mà nào mà ở Hoa Kỳ cũng đã biết là Mall of America là cái mall lớn nhất ở Hoa Kỳ à, đặt tại tiểu bang Minnesota đã đưa ra thông báo là cái tháng này sẽ là cái tháng thứ nhì mà họ không có thể trả tiền ngân hàng được tại vì More of America là một cái công ty mà đang thiếu tiền ngân hàng và mỗi tháng cái số tiền mà cần phải trả cho ngân hàng là tới 1,4 tỷ đô la và các bạn thấy được rồi đây là cái tháng thứ nhì mà họ không thể nào đáp ứng được cái số tiền phải trả cho ngân hàng này cho nên khi mà chúng ta thấy được là càng ngày càng có nhiều những công ty phá sản thì không những những công ty này mà sẽ ảnh hưởng đến những công ty mà phụ thuộc vào những công ty đó như là trường hợp này chúng ta thấy là những cái công ty mua sắm thì những cái mo là phụ thuộc vào những công ty mua sắm để mà trả tiền mặt bằng và ngân hàng thì lại phụ thuộc vào những cái mo để mà trả số tiền họ vay mượn để mà xây cái mo đó cho nên các bạn thấy được là khi mà một công ty khai phá sản thì chúng ta phải nhìn là một cái chuỗi ảnh hưởng nó rất là lớn. Và một trong những điều mà thường thấy là rất ít ai nói tới trong vòng mấy tháng qua đó chính là cái sự ảnh hưởng của dịch bệnh đối với lại các ngân hàng. Tại vì cái sự ảnh hưởng sẽ là rất lớn. Các bạn thấy được là ngân hàng sẽ là một trong những cái nơi cuối cùng cái nơi cuối cùng trong cái chuỗi đó bị ảnh hưởng tại vì phần lớn các công ty kinh doanh đều mượn tiền ngân hàng và nếu mà họ không kinh doanh được thì ngân hàng cũng sẽ chết theo cho nên đây là một trong những cái nơi mà thường nghĩ là trong dòng vài tuần tới đây chúng ta sẽ nghe nói tới nhiều hơn là cần phải có những cái biện pháp nào để mà hỗ trợ những ngân hàng để cho họ không có bị phá sản và đây chính là cái tình hình tài chính liên quan tới các mò thường muốn chia sẻ với các bạn bây giờ thì chúng ta hãy nói tới một cái đề tài khác đó chính là liên quan đến trong dòng mấy tháng qua khi mà dịch bệnh xảy ra cho tới bây giờ thì các quốc gia đã in bao nhiêu tiền đã đưa ra bao nhiêu gói hỗ trợ tổng cộng là các ngân hàng trung ương đã bơm bao nhiêu tiền vào trong thị trường thì các bạn thấy được là đây là một cái thống kê được đưa ra uh, bởi pixon mahoney và được chia sẻ bởi dan tapiero thì trước hết chúng ta hãy like cái tweet này và chúng ta hãy nhìn chi tiết hơn về cái tài liệu này là như thế nào thì các bạn thấy được là chúng ta có ba khung lớn ba khung lớn này các bạn thấy được là central bank có nghĩa là ngân hàng trung ương và khi chúng ta nói tới hoa kỳ là chúng ta nói tới cục dự trữ liên bang Khung thứ nhì này là government fiscal stimulus có nghĩa là cái số tiền được hỗ trợ bởi chính phủ cái gói hỗ trợ và cái khung thứ ba này là tổng cộng của hai khung trước đây thì các bạn thấy được là chúng ta chia ra thành nhiều quốc gia và trong mỗi cái khung này thì chúng ta có cái chỉ số đầu tiên đó chính là cái số tiền và thứ nhì là cái phần trăm của GDP, phần trăm của tổng sản lượng quốc nội thì các bạn thấy được là khi chúng ta nhìn vào US thì US Cục dự trữ liên bang từ khi mà dịch bệnh xảy ra cho đến ngày 14 tháng 5 thì tổng số tiền mà Cục dự trữ liên bang đã bơm vào trong thị trường là 6,21 nghìn tỷ và chính phủ Hoa Kỳ nghĩa là quốc hội đã đưa ra gói hỗ trợ tổng cộng các bạn nhớ là có hai gói được được thông qua một gói là 2,2 nghìn tỷ, một gói kia là khoảng chừng là gần như là 500 tỷ thì các bạn thấy được là tổng cộng những gói đó với lại một cái số những hỗ trợ nhỏ hơn là quốc hội đã đưa ra gói hỗ trợ ở Hoa Kỳ là 3,3 nghìn tỷ, nghĩa là tổng cộng hết thì Hoa Kỳ đã bơm vào trong thị trường là 9,51 nghìn tỷ. Thì khi mà chúng ta so sánh cái con số này Đối với lại châu Âu thì ra sao Các bạn thấy được là châu Âu thì tổng cộng Ngân hàng trung ương với lại chính phủ Tổng cộng đã đưa ra là 3,93 nghìn tỷ Còn ở Nhật Bản thì tổng cộng là 1,74 nghìn tỷ Ở UK thì ít hơn các bạn thấy được là chỉ có 0,39 nghìn tỷ Còn ở Trung Quốc là 2,11 nghìn tỷ Và những quốc gia khác cộng lại thì Chỉ có khoảng chừng là 2,76 nghìn tỷ Có nghĩa là tổng cộng trên thế giới Tính sơ bộ theo cái tài liệu này thì tổng cộng số tiền đã được bơm vào trong thị trường sau khi bệnh xảy ra từ các quốc gia đã lên tới là 20,44 nghìn tỷ con số rất là lớn cho nên đối với Thuận cái việc liên quan tới lạm phát là điều rất khó tránh Thuận bây giờ không nghĩ ra là ngân hàng trung ương hay là cục dưới liên bang sẽ có những cái biện pháp gì để mà chống lạm phát trong thời gian tới đây nhưng mà đây cũng là một trong những cái tài liệu mà ảnh hưởng trực tiếp đối với cái đề tài kế tiếp chúng ta sẽ nói tới Đó chính là cập nhật liên quan tới gói hỗ trợ 3.000 tỷ đô la mà chúng ta đã nói tới cái tên một tuần Thì các bạn thấy được là cái video thường chia sẻ là cái tên một tuần là video 571 Thì trong video này chúng ta đã nói tới là Hạ Viện đã đưa ra cái đề nghị cho gói hỗ trợ kế tiếp là 3.000 tỷ đô la và cái gói hỗ trợ này đã được thông qua bởi hạ viện nhưng mà sau đó lại mất tích thì nhiều bạn thì hỏi thường là bây giờ tin tức của gói hỗ trợ này như thế nào thì tài liệu mới nhất thường chia sẻ với các bạn chúng ta nhận được hồi sáng này thì trước hết là gói hỗ trợ kế tiếp là sẽ có đó là điều mà sớm hay là muộn nhưng mà nghĩ là sẽ có tại sao tại vì ngay cả lãnh đạo của thượng viện đó chính là Mitch McConnell và tổng thống Donald Trump đều đồng ý là cần phải có thêm một gói hỗ trợ và trực tiếp từ tổng thống Trump thì tổng thống Trump đã nói hồi thứ năm mới đây là ông ta nghĩ là sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân và sẽ tiếp tục đưa tiền tới cho người dân nhưng mà chi tiết thì chúng ta cũng không có rõ ràng ở thời điểm hiện tại, tại sao thì chúng ta sẽ nói thêm một lát nữa. Thì các bạn thấy được là Steve mình nêu có nghĩa là bộ trưởng, bộ tài chính thì nói là cái cơ hội mà có cái hỗ trợ kế tiếp là rất là cao, strong likelihood có nghĩa là cơ hội rất cao là phải cần có thêm một gói hỗ trợ nữa. Thì điều mình không muốn chia sẻ với các bạn là chúng ta cuối cùng cũng đã nhận được những cái điều mà đảng Cộng Hòa muốn thấy được trong cái hỗ trợ này So với lại cái phiên bản của đảng Dân Chủ, có nghĩa là phiên bản 3.000 tỷ đô la đảng Dân Chủ đưa tới cho Thượng Viện Thì phiên bản đó sẽ không được thông qua dựa theo những gì mà chúng ta nhận được Thì cái điều mà cần phải có bởi đảng Cộng Hòa thì đã được chia sẻ bởi Mitch McConnell và hai điều mình nghĩ là quan trọng nhất ở đây, điều đầu tiên là Mitch McConnell đã nói với tổng thống Trump là cái gói hỗ trợ kế tiếp là phải dưới 1.000 tỷ đô la, tại vì không thể nào mà có thêm cái số tiền lớn như vậy. Các bạn đã thấy được là cái số tiền mà được bơm vào trong thị trường từ khi mà có cái khủng hoảng đại dịch này, cái số tiền mà bơm vào trong thị trường tổng cộng là 9,51 nghìn tỷ, trong đó là 3,3 nghìn tỷ đã là cái số tiền đến từ quốc hội, cho nên cái số tiền mà được đưa ra bởi gói hỗ trợ kế tiếp này thì Miss McConnell, lãnh đạo của Thượng viện nói là muốn thấy cái số tiền đó là dưới 1 nghìn tỷ đô la có nghĩa là chỉ có 1 phần 3 của cái số tiền mà đảng Dân Chủ đang kêu gọi và cái điều quan trọng thứ nhì nữa ở đây đó chính là cái việc mà đảng Dân Chủ muốn tiếp tục đưa thêm 600 đô mỗi tuần cho những người mà đang thất nghiệp cái 600 đô mỗi tuần đó bây giờ đã có cho những người nào thất nghiệp nhưng mà cái số tiền đó là sẽ kết thúc vào tháng 7 và cái phiên bản của đảng Dân Chủ nói là muốn kéo dài cái số tiền 600 đô một tuần này dài cho đến tháng 1 năm 2021. Nhưng mà Mr. McConnell nói là cái vấn đề này nếu như mà tiếp tục đưa 600 đô mỗi tuần thì ông ta sợ là sẽ có cái phản ứng ngược. Đó chính là cái số tiền mà thất nghiệp quá cao thì sẽ khiến cho những người mà ăn tiền thất nghiệp mà cái lương họ không bằng thì không lý do gì mà họ đi làm. Cho nên sẽ có cái phản ứng ngược nếu như mà cứ tiếp tục cho 600 đô mỗi tuần này. Và Mr. Connell nói là có thể chúng ta suy nghĩ một cách khác. Có thể là hỗ trợ những người nào mà đi làm nếu như mà họ có thu nhập thấp. Thì hỗ trợ họ thêm một số tiền trong một khoảng thời gian. Và điều mà thường đang suy nghĩ đây, ý của Mr. này nói là nếu như mà một người nào đó có thể là khi mà ở nhà nhận từ thất nghiệp giống như 600 đô mỗi tuần nghĩa là 2.400 đô mỗi tháng cộng với lại tiền thất nghiệp của tiểu bang có thể là khoảng 1.000 đô thì một người đó có thể nhận được là 3.000 tới 3.500 đô khi mà ở nhà thất nghiệp thì nếu như mà họ đi làm mà thu nhập của họ thấp giả sử như chỉ có là 3.000 đô thì có thể là chính phủ Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ một khoản tiền trong một khoảng thời gian à, nhưng mà điều quan trọng hơn ở đây mọi người phải đi làm trở lại đó chính là điều mà đảng cộng hòa đang mong muốn là mọi người đi làm trở lại đưa thêm tiền có thể dẫn đến cái phản ứng ngược là mọi người lại không muốn đi làm và tiếp tục ở nhà đây là cái điều mà tôi nghĩ là quan trọng nhất mà đảng cộng hòa không đồng ý bây giờ ngoại trừ điều này ra thì đương nhiên cái việc mà gói hỗ trợ là ba tỷ đô la là quá nhiều so với đảng cộng hòa họ chỉ muốn là dưới một tỷ đô la đây chính là điều mà được chia sẻ bởi Mr. và điều này cũng đồng nghĩa là có rất nhiều những cái điều khoản mà được đưa ra bởi đại dân chủ cũng sẽ không được thông qua tại vì không có cái số tiền đó các bạn thấy được là những điều như là đưa một số tiền cho các chính phủ địa phương thì có thể là sẽ không có nếu như mặt đưa hỗ trợ này chỉ dưới một nghìn tỷ đô la và kế tiếp nữa thì các bạn thấy được là cái tiền 1.200 đô đưa đến cho người dân thì thật sự là không có được À, bàn tới bởi đảng cộng hòa bây giờ có nghĩa là đảng cộng hòa chưa có đưa ra bất cứ một cái phát biểu nào chống đối lại cái việc mà đưa thêm 1.200 đô cho mỗi người tôi nghĩ đây đây là một cái điều mà đảng cộng hòa cũng không quan tâm nhiều lắm tại vì tôi nghĩ là cả hai đảng ngay cả tổng thống trump cũng nghĩ là chúng ta cần phải có thêm một cái gói hỗ trợ nhất là phải có tiền được đưa tới trực tiếp cho người dân cái điều mà đảng cộng hòa quan tâm hơn đó chính là cái số tiền 600 đô mỗi tuần chứ không phải là 1.200 đô mỗi người một lần cái số tiền đó thường nghĩ là tới thời điểm bây giờ cơ hội thông qua vẫn còn rất cao thì kế tiếp các bạn thấy được là có một số những lời phát biểu như là Stephen Nugent nghĩa là bộ trưởng bộ tài chính thì Stephen Nugent đã nói là có thể là chúng ta phải cần thêm thời gian tại vì cái gói hỗ trợ đầu tiên là 3,3 nghìn tỷ đô la đó đã được thông qua và cái số tiền đó bây giờ phần lớn đã được đưa đến cho những nơi mà cần đến thì bây giờ chúng ta cần thêm thời gian để coi coi là cái số tiền này được sử dụng như thế nào có ảnh hưởng ra sao đối với thị trường tài chính cũng như đối với người dân trước khi mà chúng ta đưa ra một gói hỗ trợ kế tiếp tại vì bây giờ cứ tiếp tục đưa như vậy chúng ta cũng không biết được là cái sự ảnh hưởng là sẽ như thế nào đối với lợi kinh tế cũng như người dân cho nên chúng ta cần thêm thời gian để mà quan sát cái tình hình này và một lời phát biểu khác của một nghị sĩ đó chính là Chuck Grassley thì Chuck Grassley nói là bây giờ thì chuẩn đoán là tới cái tuần thứ ba hay là tuần thứ tư của tháng 6 thì cả hai đảng mới ngồi lại để mà bàn cái gói hỗ trợ này có nghĩa là các bạn thấy được là hôm nay chúng ta chỉ là ngày 24 tây tháng 5 thì chúng ta cần phải chờ tới một tháng nữa thì lúc đó hai đảng này mới ngồi lại và bàn bạc về gói hỗ trợ kế tiếp này thì sẽ ra sao? thì đây là những cái tài liệu mới nhất mà thường muốn chia sẻ với các bạn liên quan tới cái gói hỗ trợ và tình hình hiện tại là như thế nào. thì để tóm tắt cho bạn thấy được là gói hỗ trợ kế tiếp thì cả hai đảng ngay cả tổng thống Donald Trump cũng nghĩ là cần phải có cái số tiền 1.200 đô một lần thì bây giờ là chưa có ai phản đối nhưng mà cái điều mà đang được phản đối bây giờ bởi đảng Cộng hòa đó chính là cái gói hỗ trợ này là quá nhiều và lãnh đạo của đảng cộng hòa nói là ông ta muốn thấy cái gói hỗ trợ này dưới một nghìn tỷ đô la và cái số tiền 600 đô mỗi tuần cho người thất nghiệp thì ông ta không muốn kéo dài thì đến tháng 1 năm 2021 vì ông ta tin tưởng điều đó sẽ dẫn đến cái phản phụ là người dân sẽ không có đi làm tại vì lãnh tiền thất nghiệp quá cao và đây là những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay thường hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này À, nếu như các bạn là một trader mà các bạn muốn ủng hộ thuận capital, các bạn có thể tham gia các sàn giao dịch thông qua link ở phía dưới video này. Thì các bạn có thể tham gia những sàn margin như là sàn NAPX và sàn Bybit. Tham gia sàn NAPX bằng cách bấm vào link tham gia sàn. Sau khi mình đăng ký thành công thì các bạn có thể bấm vào cái nút kế bên để đăng ký vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là cái tín hiệu truyền miễn phí thông qua Telegram. Tuy nhiên là giao dịch Margin có rất nhiều nguy hiểm, các bạn có thể có được lợi nhuận cao Nhưng mà nguy hiểm cũng rất cao, các bạn có thể là long đánh lên hay là short đánh xuống Thị trường lên xuống các bạn đều có thể là kiếm được lợi nhuận Nhưng mà chơi Margin không phù hợp cho những bạn mới Chỉ phù hợp cho những bạn nào mà có kinh nghiệm Trading Nếu như các bạn muốn giao dịch altcoin, các bạn có thể tham gia sàn Binance Tham gia tham mô link của thùng capital phía dưới các bạn có thể là được giảm 10% phí giao dịch Sau khi mà giao dịch, sàn sẽ trả lại 10% vào trong phí của các bạn ba sàn này Stabex, Bybit và Binance là ba sàn quốc tế nếu như mà các bạn là một người ở Hoa Kỳ các bạn có thể tham gia sàn Coinbase bằng cách ta bấm vào nút đăng ký thông qua link ở phía dưới video này và ngoại trừ các video các bạn có thể tìm thấy các bài viết của đội Thuận Capital ở trên trang web thuậncapital.com và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn